Thời tiết ngày 7 tháng 6, miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng. Dự báo thời tiết hôm nay 7 tháng 6, trong khi miền Bắc tiếp tục đợt mưa to và dông kéo dài với lượng mưa có nơi trên 80mm, thì miền Trung duy trì hình thời tiết nắng rát. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 7 đến 8 tháng 6, vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông cục bộ mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa lượng mưa tích lũy 24 giờ phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Ngày và đêm 8 tháng 6, vùng núi và Trung du Bắc Bộ phổ biến 30-60, có nơi trên 80mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông cục bộ mưa to. Trung tâm khí tượng cảnh báo đợt mưa diện rộng này khả năng kéo dài đến ngày 11-12 tháng 6. Mưa lớn tập trung ở vùng núi và Trung du Bắc Bộ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cũng trong ngày hôm nay, từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37, có nơi trên 37 độ C. Ngày 8 tháng 6, nắng nóng ở Trung Bộ khả năng dịu dần. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nguy cơ mưa dông vào chiều tối, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27, cao nhất 31-34, có nơi trên 34 độ C. Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24, cao nhất 29-32, có nơi trên 32 độ C. Tây Bắc Bộ mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ cảnh báo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26, có nơi dưới 22, cao nhất 27-30 và có nơi trên 30 độ C. Hà Nội đêm mưa rào và dông cục bộ mưa to, ngày có lúc mưa rào và dông, gió nhẹ, trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27, cao nhất 28-31 độ C. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.